Công ty Nhiệt điện Thủ Đức, tiền thân là Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức, hoạt động từ năm 1966. Đây là một trong những nhà máy nhiệt điện đầu tiên của cả nước và là nhà máy quan trọng bậc nhất của miền Nam ngay từ khi mới thành lập. Công ty tọa lạc tại địa chỉ km số 09 thuộc xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, nằm ở phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố 12 km, có tổng diện tích 16 ha. Vị trí của công ty trong khu vực phía đông giáp công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, phía tây giáp Kinh Đảo Bắc, phía nam giáp đường số 1 và là đường vào cổng chính của công ty. Đối diện bên kia đường là nhà máy thép Thủ Đức Vikinco, phía bắc giáp xí nghiệp công trình thủy 622. Trong suốt bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã là một trong những đơn vị đầu đàn của ngành điện phía Nam nói riêng và của đất nước nói chung, ghi một dấu son lịch sử với sản lượng điện phát hơn 25 tỷ kWh. Đỉnh điểm của chặng đường phát triển là vào những năm 1991 đến năm 1992, công suất tổng của công ty đạt cực đại gần 300 MW với 3 tổ máy turbin hơi 165 MW và 5 tổ máy turbin khí 128,4 MW. Trong đó có 2 tổ máy turbin khí F6 có hệ thống điều khiển hiện đại hàng đầu tại Việt Nam thời bấy giờ. Hiện nay công suất khả dụng hiện tại của công ty là 215 MW, trong đó có 3 tổ máy turbin hơi có tổng công suất khả dụng là 153 MW và 2 tổ máy turbin khí có tổng công suất khả dụng là 62 MW. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, công ty Nhiệt điện Thủ Đức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 01-2016 CVBT-NMND-KD-EVN với nội dung chính như sau. Bên bán cam kết cung cấp các dịch vụ phụ trợ gồm dự phòng khởi động nhanh, dự phòng khởi động nguội theo lệnh điều độ và phù hợp với quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành. Bên bán có nghĩa vụ đảm bảo nhà máy điện luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ phụ trợ theo yêu cầu của bên mua với các tiêu chuẩn quy định tại quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành và theo đặc tính kỹ thuật tại phụ lục 1 và phụ lục 3 của hợp đồng. Ngoài việc vận hành phát điện, công ty còn tham gia thi công và lắp đặt nhiều tổ máy phát điện như lắp đặt các tổ máy turbin khí F6, Tròn Bao và Atom tại nhà máy điện Bà Rịa, tham gia các công tác đại tu bảo trì nhiều chủng loại thiết bị điện và thiết bị cơ nhiệt tại công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Công ty Nhiệt điện Thủ Đức thật sự là một nơi đáng tin cậy trong nhiều đơn vị sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Theo quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 như sau. Nguồn điện cấp cho thành phố Hồ Chí Minh là các nhà máy điện hiện có trên địa bàn thành phố, Nhiệt điện Thủ Đức, Nhiệt điện Hiệp Phước và hệ thống điện miền Nam thông qua hệ thống truyền tải 500 kV, 220 kV, 110 kV. Quyết định này đã thể hiện vai trò quan trọng của công ty đối với việc cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2025. Theo thiết kế ban đầu, các tổ máy turbin hơi vận hành bằng dầu FO, turbin khí chạy bằng dầu DO. Hiện nay, công ty đang xây dựng đề án chuyển đổi nhiên liệu sang dùng khí cho phù hợp với hoàn cảnh của công ty và chiến lược phát triển điện lực theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh của chính phủ. Nhiệm vụ chính của công ty Nhiệt điện Thủ Đức là sản xuất điện năng phát lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như sản xuất nước cất, khí hydro, cung cấp nhiệt năng công nghiệp, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cơ nhiệt điện lạnh, thiết bị điện, các trạm biến áp, các nhà máy điện, các tua bin khí, vận hành thuê các nhà máy điện, sấy, lọc dầu cách điện, thí nghiệm hóa, giữ hộ dầu, cho thuê bồn chứa, phương tiện vận chuyển và sửa chữa, cân trình đồng hồ áp lực, van an toàn, thiết bị kiểm nhiệt, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện, các lĩnh vực kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Nhà máy điện Thủ Đức được xây dựng từ năm 1963 đến năm 1966, thì cái tổ máy đầu tiên đưa vào vận hành.
Thì sau đó tiếp tục lắp đặt các tổ máy khác. Thì đến năm 1992 thì tổng công suất của nhà máy là 300 MW, trong đó có 3 tổ máy hơi nước và 5 tổ máy tủ linh khí. Thì sau hơn 50 năm vận hành thì tổng sản lượng của nhà máy là trên 25 tỷ kWh. Thì đến năm 2000 trở đi thì khi mà các cái nguồn lớn trong hệ thống đã được đầu tư thì nhà máy điện Thủ Đức rơi vào cái dự phòng. Hiện tại giờ giữ cái vai trò rất là quan trọng là dự phòng nóng cho hệ thống. Thì trong tương lai thì công ty sẽ đầu tư các cái dự án như là chuyển đổi nhiên liệu từ dầu qua khí để đảm bảo môi trường cho vận hành của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cho đất nước, và sẽ lắp đặt các cái tổ máy mới thay thế cho các tổ máy cũ đã già yếu, thiết bị không còn tin cậy. Thì đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng của lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian tới. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty hiện có 199 người, trong đó người có trình độ thạc sĩ là 5 người chiếm 2,5%, đại học là 66 người chiếm tới 69,7%, cao đẳng có 4 người chiếm 2,01%, trung cấp có 16 người 8,04%, công nhân kỹ thuật 75 người chiếm tới 37,68%, trình độ khác là 33 người 16,58%. Độ tuổi trung bình của cán bộ nhân viên vào khoảng 48 tuổi, có thâm niên tuổi nghề cao, có nhiều kinh nghiệm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty được chia thành 8 phòng và phân xưởng như sau: 1. Phòng tổ chức lao động tiền lương, 2. Phòng kế hoạch kỹ thuật, 3. Phòng tài chính kế toán, 4. Phòng vật tư, 5. Phân xưởng vận hành, 6. Phân xưởng sửa chữa cơ điện, 7. Phòng hóa nghiệm, 8. Văn phòng công ty. Hơn 50 năm qua, tập thể cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệt điện Thủ Đức thầm lặng, miệt mài, bảo quản vận hành an toàn hiệu quả các tổ máy phát điện, đóng góp sản lượng điện lớn cho ngành điện, thúc đẩy kinh tế chính trị đất nước phát triển. Với những thành tích xuất sắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệt điện Thủ Đức đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý do chính phủ và cấp trên trao tặng, như huân chương lao động hạng 3 vào năm 1985, huân chương lao động hạng nhì năm 1988 và huân chương lao động hạng nhất năm 2003. Có thể nói, thành quả của hôm nay là cả một chặng đường dài của sự nỗ lực và cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để nối tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và thực hiện sứ mệnh của mình là EVN TBC Thủ Đức, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, đem lại sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng.